Welcome back to Grammar for IELTS. Xin chào mọi người cùng quay trở lại với series bài giảng ngữ pháp về IELTS của IELTS Fighter. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói cùng một lúc về hai cái chủ đề ngữ pháp ở trong tiếng Anh, đó là thì tương lai đơn và thì tương lai gần. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói về thì tương lai đơn với công thức của nó vô cùng đơn giản, đó là chúng ta sử dụng trợ động từ will đứng trước động từ nguyên thể. Thì ở đây chúng ta nhận thấy với động từ to be, mình coi động từ nguyên thể chính là động từ to be, và chúng ta sẽ để nó là be, và đằng trước thì mình để trợ động từ will. Thế còn với động từ thường thì cái động từ này, cái động từ nguyên thể này nó chính là main verb, nó chính là động từ chính, và cái will này nó sẽ là cái auxiliary verb, sẽ là trợ động từ đứng ở phía trước. Chúng ta sẽ có một vài cái câu ví dụ với động từ nguyên thể she will be fine hay là you will be mine soon. Thế còn I will always love you, mọi người nhận thấy được rằng là trợ động từ will thậm chí nó còn đứng trước cả cái trạng từ always rồi mới đến cái động từ chính là love. Ok, next one, câu phủ định cũng vô cùng là rõ ràng. Chúng ta nhận thấy chỉ cần để not xen vào giữa cái từ trợ động từ will và cái động từ chính ở đằng sau thôi. She won't be happy if she cannot pass the entrance exam tomorrow. Hay là I won't bring champagne to the party tonight. Ok. Thì đây là những cái công thức nó rất là đơn giản và nhiều bạn đều đã thuộc rồi. Thế còn là câu nghi vấn thì sao? Mọi người nhận thấy chúng ta luôn luôn là đảo cái trợ động từ, cái will này lên trước đến chủ ngữ, rồi sau đó là đến động từ chính. Will you be home tomorrow morning? Ok, câu hỏi đúng không nhỉ? Ngày mai, sáng ngày mai anh có ở nhà không? Yes, I will. No, I will not. Ok, mọi người thấy được rằng là cái will not thì người ta sẽ thường viết tắt là won't. Chúng ta sẽ cùng nhìn thật nhanh sang cái mục thứ 3, đó là về dấu hiệu nhận biết của cái thì tương lai này. Thì mọi người nhận thấy được rằng là hầu như tất cả các thì tương lai thì nó đều sẽ nói tới một cái mốc thời gian nào đấy xảy ra trong tương lai. Ví dụ như là in cộng với một mốc thời gian. Ví dụ như là in 2 hours, tức là trong 2 giờ nữa. In 30 minutes, tức là trong vòng 30 phút sắp tới. Hay là chúng ta dùng từ tomorrow, next day, next week, next month, next year. Cái này thì ai cũng biết rồi. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên, gọi là trạng từ chỉ thời gian. Trường hợp thứ hai, chúng ta nhận thấy là có một vài cái động từ nó chỉ khả năng cao sẽ diễn ra. Thực ra chỗ này nó không phải là động từ mà là nó có bao gồm cả trạng từ nữa. Động từ và cả trạng từ chỉ một cái khả năng sẽ có thể xảy ra trong tương lai. Đấy. I think, I believe, I suppose. Tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng, tôi đoán rằng, kiểu như vậy. Hay là động từ promise. Thế còn những cái trạng từ như kiểu perhaps, những cái từ probably, perhaps, maybe, nói đến một cái khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Đó là nói một cái dự đoán. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhận thấy cái phần quan trọng nhất ở trong bài ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ làm rõ được cái chức năng, và đồng thời là thầy sẽ cùng với mọi người phân biệt cái cách sử dụng của will và be going to ở trong tương lai. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái will này trước. Thứ nhất là will cộng với động từ nguyên thể có thể sử dụng để mà diễn tả một quyết định được đưa ra ngay tại thời điểm nói. Will cộng với động từ nguyên thể nói đến một cái quyết định được đưa ra ngay tại thời điểm nói. Thì thế nào là một quyết định được đưa ra ngay tại thời điểm nói? Ví dụ như là maybe I will visit my hometown, maybe I will visit my mom, maybe I will drop by her house on the way to work. Kiểu dạng như này này. Đấy, kiểu dạng như này này. Là kiểu mình chưa hề có một cái suy nghĩ gì ấy. Mình chưa hề lường trước được cái tình huống đấy. Và chưa hề nghĩ tới cái việc đó. Thế còn ngược lại, những người nào mà họ đã có cái suy nghĩ trước rồi thì cái quyết định lúc đó nó không còn là quyết định ngay tại thời điểm nói nữa, mà là một điều đã được dự định từ trước. Đấy. Thì cái trường hợp mà đã dự định từ trước chúng ta sẽ nói đến trong cái cấu trúc be going to sắp tới. Ok. Cách diễn đạt thứ hai của cái trường hợp will này, đó là thường là người ta sẽ không dùng từ will mà người ta sẽ dùng từ shall, đưa ra một cái lời yêu cầu, đề nghị, lời mời. Yêu cầu, đề nghị, lời mời thì thường người ta sẽ có thể dùng từ shall hay là từ can, nó thể hiện cái sự lịch sự nhiều hơn là will. Thì khi mà đưa ra một cái gọi là thỉnh cầu, yêu cầu, lời mời, đề nghị thì can, could luôn luôn tạo ra một cái sự lịch sự hơn so với từ will. Hay là mình mời ai đó làm gì, ví dụ như là mời ai đó đi ăn cơm với mình chẳng hạn. Ok,
Shall we have a dinner together? Đấy, shall we have a dinner together? Đấy, chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau được không nhỉ? Đấy. Khi mình mời mọc người khác hay là khi mình thỉnh cầu người khác, mọi người chúng ta lưu ý dùng những từ như là can, could hay là dùng từ shall ấy, thì nó sẽ bao giờ nó cũng sẽ tạo ra một cái sắc thái nó lịch sự hơn nhá. Chức năng thứ ba là dùng để cho một cái lời hứa hẹn. À ok, cái lời hứa hẹn này thì chắc chắn rồi. I promise, I will gì gì đó. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý một chút đến cái phần 4, đó là cái cách sử dụng ở trong IELTS speaking và ở trong cả IELTS writing nữa. Thì ở trong speaking part 1 hoặc là speaking part 3, khi mà chúng ta cần phải trả lời những câu hỏi liên quan tới dự định trong tương lai, những câu hỏi future plans, ví dụ như là do you plan to learn another language in the future? Em có kế hoạch là sẽ đi học một cái ngôn ngữ khác trong tương lai hay không? Thì bây giờ, cái việc trả lời như thế nào nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái người trả lời. Thầy đưa ra ví dụ thứ nhất, đó là gì? Honestly, I've never thought about it, but maybe I will have to learn another language, such as Japanese or Chinese, so that I can have more advantages when applying for jobs. Thì ở đây, mọi người nhận thấy trong cái trường hợp này này, trong trường hợp này, bản thân người nói còn chưa biết là mình sẽ học Japanese hay là Chinese, còn chưa bao giờ nghĩ tới cái việc đó. Thế nên là sử dụng will sẽ là chính xác, mọi người nhé. Bản thân cái người nói còn chưa bao giờ nghĩ đến cái việc đó cả, cần phải đưa ra một quyết định ngay lúc này, đúng không nhỉ? Đấy, cần phải đưa ra một quyết định ngay tại thời điểm nói thì thông thường người ta sẽ dùng will. Thế còn ngược lại mọi người nhé, chúng ta nhìn vào cái ví dụ thứ hai. By the end of next year after graduation, I'm going to learn Spanish, since I've always been interested in its culture. À, trong trường hợp này mọi người thấy là sao nhỉ? Người nói đã thể hiện rõ, người nói đã nói rất rõ dự định là học tiếng Tây Ban Nha vì là yêu thích văn hóa cái quốc gia đó. Và đã có, rõ ràng điều này đã có một cái suy nghĩ từ trước. Rõ ràng điều này đã có một cái suy nghĩ từ trước là một cái dự định về việc học tiếng Tây Ban Nha. Lý do là vì tôi yêu thích cái văn hóa cái quốc gia đó. Thậm chí còn dự định được trước cả thời gian là cuối năm nay. Đấy, mọi người lưu ý nhé. Thì cái chuyện là có cái sự suy nghĩ từ trước ấy, nó khác hoàn toàn. Người ta sử dụng là be going to. Đấy. Thì đây là hai cái tình huống mà thực tế diễn ra. Chúng ta phải vận dụng một cách khác biệt cái trường hợp là will cộng với động từ nguyên thể và trường hợp là to be, be going to cộng với động từ nguyên thể. Thế còn ở trong writing task 2 thì khi mình muốn nói về một cái điều gì đó, muốn đưa ra một cái dự đoán nào đó, một cái sự phỏng đoán mang tính chất là cá nhân về tương lai, thì chúng ta hãy dùng những cái cấu trúc như là it is likely to verb hay là it is likely that cộng mệnh đề để nó giảm bớt cái mức độ khẳng định đi. Đấy, giảm bớt mức độ khẳng định đi nhá, để thể hiện là đây chỉ là một cái sự gọi là phỏng đoán cá nhân của em mà thôi, chứ nó không phải là một điều mà chắc chắn. Ok, mọi người chúng ta sẽ cùng nhìn ngay xuống phần luyện tập. Thì mọi người nhận thấy ở đây dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh. Đấy, she hopes that Mary will come to the party tonight. Đây là thể hiện một cái sự mong muốn, một cái sự hy vọng mong muốn ở trong tương lai này. Đấy, cô ấy hy vọng rằng là tối nay Mary sẽ tới bữa tiệc này. Đấy, she hopes that Mary will come to the party tonight. Đấy, thể hiện một cái sự hy vọng mong muốn về tương lai này. I finish report in 2 days. Mình cứ đưa đúng cái công thức vào thôi. I will finish my report in 2 days. Đấy, tôi sẽ hoàn thành cái báo cáo của mình trong vòng 2 ngày tới. Trường hợp thứ 3 mọi người nhận thấy được rằng là cái will này có thể sử dụng ở trong câu điều kiện loại 1. Đấy, câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 thì cũng rất là đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Nếu như bạn không học hành cẩn thận, nếu bạn không học hành chăm chỉ thì bạn sẽ trượt cái bài thi này, đúng không nhỉ? Bạn sẽ trượt cái bài thi này, bạn sẽ không qua được cái bài thi này. Đấy. Thì câu điều kiện loại 1. Đấy, mọi người chúng ta cùng mà nhớ lại cái kiến thức của câu điều kiện loại 1, đúng không nào? If you do not study hard. Đấy. Mệnh đề điều kiện, đấy, chúng ta gọi là mệnh đề điều kiện để ở thì hiện tại đơn. Thế còn cái mệnh đề kết quả thì chúng ta để ở dạng tương lai đơn là you will not pass the final exam. Đấy. Tương tự như vậy mọi người có thể làm nốt những câu 4 và câu 5. Bài khi chọn đáp án đúng về multiple choice, ok.
In 2 days I will know my result. Sẽ có nhiều bạn thử thắc mắc là tại sao lại không phải là I will be knowing, vì đơn giản là cái từ know ấy, nó là một cái động từ, nó là một cái động từ mà như trong một cái bài trước thầy đã nói, nó là stative verb, là động từ chỉ tình thái. Stative verb động từ chỉ tình thái thì nó không chia verb in được. There is the doorbell. À, có cái chuông cửa kìa. À, bây giờ mình phải đi thôi. There is the doorbell. I will go. I am. You will regret about the decision that you made today. Rồi, cũng chỉ là will regret thôi. Hoàn thành các câu sau. Ok. There's someone at the door. I'll get it. Đấy. I'll get it. Bài tập số 4 hoàn thành câu thì I will get it. Thì there's someone at the door tức là gì? Có ai đó đang đứng ở trước cửa. Ok, tôi sẽ ra mở cửa. Thì mọi người thấy được rằng là cái câu mà tôi sẽ ra mở cửa ấy, đây nó là một cái quyết định mà tức thời này, đúng không nào? Đây rõ ràng là một quyết định tức thời này. Đây rõ ràng là một quyết định tức thời. Rồi, đấy. Cái câu số 3 này cũng vậy này, câu số 3 này cũng vậy này mọi người này. I'm moving house tomorrow. Đấy, một anh đang ngày mai là chuyển nhà. Thế còn cái anh B này thì bảo là nghe thấy thế bảo là à ok thế tôi đến tôi giúp cậu. Đấy. I will come and help you. Đấy, I will come and help you. Thì ở đây mọi người thấy cái câu này nó cũng giống y hệt câu số 1 kia. Đấy, nó cũng giống y hệt câu số 1 kia. Nó cũng là một quyết định mang tính chất tức thời. Tức là tôi chưa hề biết, anh B chưa hề biết cái chuyện anh A chuẩn bị chuyển nhà. Khi nghe thấy anh A nói như vậy thì anh B mới đưa ra một quyết định tức thời. Tớ đến tớ giúp cậu. Đấy. Tức là nó là một quyết định mang tính chất tức thời. Mình chưa hề có sự chuẩn bị trước. Đấy. Mọi người nhớ rõ cái điểm này. Và trong video ngày hôm nay thì như lúc đầu thầy đã chia sẻ với mọi người, chúng ta sẽ cùng giải quyết tiếp cái bài tiếp theo. Đó là ghi là thì tương lai gần. Thì tương lai gần ở đây thì như mọi người đã nhận thấy rồi, nó sẽ là cấu trúc của to be, going to cộng với động từ nguyên thể. Và cái nguyên tắc của to be thì mọi người thấy là quá rõ ràng rồi. I am, he, she, it thì dùng với is, you, we, they thì dùng với động từ to be là are. Cái này nó quá là đơn giản rồi. Thế thì cái câu ví dụ mà chúng ta nhận thấy ở đây nó cũng thể hiện là các cái sự việc xảy ra trong tương lai, đúng không nào? Vẫn là sự việc xảy ra trong tương lai, nhưng mà trong bài ngày hôm nay thì mọi người đã nhận thấy thầy sẽ giải thích rất là rõ về việc là chỗ nào thì will và chỗ nào thì be going to. Câu phủ định chúng ta nhận thấy là thêm not vào sau to be và trước going to. Đấy, mọi người chú ý nhé. Next one, câu nghi vấn chúng ta nhận thấy bây giờ câu nghi vấn mình sẽ lấy cái động từ to be lên đằng trước, rồi đến chủ ngữ, rồi đến cấu trúc là going to cộng verb nguyên thể. Are you going to fly to America this weekend? Cậu có dự định, cậu sắp sửa bay đến Mỹ cuối tuần này à? Yes, I am, hay là no, I am not. Mọi người nhận thấy ở đây cái trợ động từ lúc này nó trợ động từ chính là động từ to be. Yes, I am, no, I am not. Ở đây chúng ta nhận thấy cái chức năng của be going to verb thì như lúc nãy thầy đã phân tích với tất cả mọi người. Cái chức năng đầu tiên chính là thể hiện cái sự dự định của một người. Đấy, nó thể cái sự dự định của một người. Dự định là như nào? Là bạn phải nghĩ trước về điều đó trước khi nói câu ấy ra. Ok, he is going to get married this year, là anh ta dự định sẽ kết hôn trong năm nay. Thì mình thấy được rằng là anh ta có dự định từ trước rồi, nhưng nó không phải là quyết định nhất thời. Đấy. Chức năng thứ hai đó là đưa ra một cái sự dự đoán, mà là dự đoán có căn cứ, có một cái bằng chứng nào đó ở hiện tại. Tức là gì? Khi mình nhìn vào cái căn cứ rằng là ở hiện tại là tôi đã nhìn thấy là có một vài các cái đám mây màu đen. Thế nên là tôi đưa ra một cái dự đoán nó hoàn toàn là có căn cứ là trời sắp sửa mưa. Đấy, thì đấy cũng là chức năng số 2. Diễn đạt một cái sự dự đoán có bằng chứng ở hiện tại, có căn cứ. Và đến cái bảng cuối cùng này thì nó sẽ là một cái điều tổng kết. Đấy, nó sẽ là một cái tổng kết để mà phân biệt được chức năng của will và be going to. Đấy, club nhận thấy rất là rõ ở đây. Chúng ta dùng will khi mà quyết định làm cái điều gì đó ngay tại thời điểm đấy. Đấy, không hề có cái sự suy nghĩ từ trước. Đấy, không hề có sự suy nghĩ từ trước. Thế còn dùng be going to khi mà mình đã suy nghĩ trước, đã quyết định trước cái việc đó rồi. Chúng ta nhận thấy về mặt dấu hiệu nhận biết thì về cái trường hợp của will thì lúc nãy mình đã nói rồi. Về tương lai đơn, về dùng will thì lúc nãy chúng ta đã nói rồi. Các cái trạng từ chỉ tương lai, đúng không nào? Rồi.
Thế còn là về cái trường hợp của be going to mà người gọi là tương lai gần ở đây này, thì mọi người thấy được rằng là hoàn toàn là phải dựa vào ngữ cảnh, thậm chí là phải dựa vào những cái câu văn xung quanh, và nó có rất nhiều các yếu tố để mà chúng ta có thể phán đoán là đây có phải là một cái dự định từ trước hay không, hay là một cái quyết định tức thời. Đấy, thì mọi người cần phải lưu ý ở cái điểm này, chúng ta cần phải đọc rất kỹ ngữ cảnh mới có thể hiểu được chính xác và sử dụng chính xác cái be going to. Bài số 2 cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. I completely forget about this, give me a moment. I will do it now. Mọi người nhận thấy câu này là một câu rất là hay này. Đấy, câu này là một câu rất là hay này. I completely forget about this, give me a moment. Tức là gì? Tôi hoàn toàn quên mất cái chuyện này. Hoàn toàn quên mất cái chuyện này. Quên mất, không hề nghĩ đến, không hề nhớ ra. Và bây giờ ngay tại thời điểm này này, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Đấy, I will do it now, đáp án A nhá, mọi người nhá, đáp án A nhá. Đấy, chúng ta ghi rõ ở đây cái phân tích. Đấy, mọi người lưu ý nhé, chúng ta ghi rõ vào đây cái phân tích là gì? Trước đó là đã quên, tức là không hoàn toàn nghĩ, không có không, hoàn toàn không nghĩ đến. Đấy. Trước đó thì đã quên, đúng không? Không hề nghĩ đến. Trước đó quên mất rồi, không hề nghĩ đến rồi. Thì bây giờ nó là một cái quyết định ngay tại thời điểm nói rồi. Đấy. Trường hợp câu này, câu bên dưới, ở đây ghi được câu trên kia là câu số 0, còn đây là câu số 1. Tonight I gì gì đó stay at home, I've rented a video. Nào, đấy, đây là một câu rất là hay. Câu này chắc chắn phải chọn be going to. Đấy, câu này chắc chắn phải chọn be going to. Đấy, I am going to stay at home, I've rented a video. Thì ở đây chúng ta phải giải thích nào mọi người, dễ dàng đúng không? Tối nay tôi sẽ ở nhà. Tôi đã thuê một cái đoạn băng video rồi, tức là gì? Rõ ràng tôi đã có dự định, tôi đã có chủ đích từ trước nhá. Rõ ràng là có dự định, có chủ đích từ trước là gì? Thuê video về để tối nay ở nhà xem. Đấy. Rõ ràng đây là một cái dự định, một cái chủ đích từ trước. Đấy, tôi đã đi thuê cái video về để tối nay ở nhà xem rồi. Thế nên là câu này nó phải là be going to nhá mọi người nhá. Đấy. Thì chúng ta nhận thấy được rằng là phải đọc rất kỹ cái ngữ cảnh và phân tích rất kỹ để hiểu là chỗ nào mà dùng will hay là chỗ nào dùng be going to. Đấy, câu số 2, I feel dreadful. I'm going to be sick. Câu này chắc chắn luôn, I'm going to be sick nha. Đấy, câu này chắc chắn luôn, I'm going to be sick. Trong cái phần nhận biết lúc nãy mình đã nói đúng không nào? Đây là một cái sự dự đoán mà có căn cứ ở hiện tại. Hiện tại là cảm thấy không khỏe này. Thì do vậy nó sẽ là một cái gọi là dự đoán có căn cứ. Đấy, dự đoán có căn cứ thì phải là be going to verb nha mọi người nha. Câu 3, if you have any problem, don't worry, I'll help you. If you have any problem, don't worry, I'll help you. Đây là một câu mà nó mang tính chất là hứa hẹn đây này. Đấy, đây là một câu mang tính chất hứa hẹn này. Là nó mang tính chất là hứa hẹn. Đấy. Mang tính chất hứa hẹn kiểu promise ấy. Đấy. Câu này mang tính chất hứa hẹn. Kiểu promise là tôi sẽ giúp bạn ấy. Thì nó sẽ là will. Bài tập thứ 3 sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh. She is going to watch TV tonight. Hay là they are going to come to Hanoi next summer with their parents. Những cái câu như này nó chỉ đơn giản là sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh thôi, rất là đơn giản. Bài tập số 4 chọn đáp án đúng. Chọn đáp án đúng. I think the exam will be very difficult and you are not studying at all. Tôi nghĩ bài kiểm tra sẽ rất là khó mà cậu lại đang chả học hành gì cả. Thì có nghĩa là cậu sẽ không qua được bài kiểm tra này, đúng không? Mà ở đây rõ ràng là một cái sự dự đoán về tương lai nhưng mà là có căn cứ. Đấy, dự đoán này hoàn toàn là có căn cứ. Thế nên là mọi người thấy nó là be verb in chưa? You are not going to fail. Sai rồi. You are not passing cũng không phải chính xác. Mà là you are not going to pass. Đấy, bạn sẽ không qua được cái bài kiểm tra ấy đâu. Câu 4 này, chữa nốt câu 4 này.
Trời đang mưa rất là to và bạn Liêm thì đang đi bộ ở trên phố mà không có một cái ô nào cả. Mưa rất là to mà bạn ấy đi bộ không có ô, chắc chắn là bị ướt rồi, đúng không nhỉ? Liam is going to get very wet. Ông ấy sẽ ướt như chuột lột cho mà xem. Đấy. Câu số 5, câu số 6 tương tự như vậy, mọi người có thể tự làm nốt những câu bên dưới. Đấy. Và cái bài tập này cũng đã là cái bài tập cuối cùng và kết thúc cái video ngày hôm nay. Hy vọng là qua video này mọi người đã phân biệt được cái trường hợp sử dụng của will và be going to. Thank you very much for your attention and I'll see you again in the next videos. Goodbye. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.